Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Trước khi anh em chúng em đưa sản phẩm lên trên cho mình, khách hàng có sở hữu một cái không gian quán cà phê khoảng 300 vuông, thì anh em chúng em có mở một số thiết bị ra để test sản phẩm trước khi đem lên để lắp đặt. Và gồm có một đôi bow. Đôi bow này 4.2, đẹp tuyệt vời luôn. Đôi bow 4.2. Các bác nào mà đang kinh doanh cà phê hay là phòng trà mà không gian rộng, chúng em sẽ phục vụ tận nơi. Thì anh khách hàng này thì chút nữa chúng em sẽ phải đi lắp đây. Hai đôi bông 4.2 và một chiếc đẩy liền vang KM1000. Nơi không gian rộng thì rất là khó để mà ghép lên một cấu hình nghe nhạc ưng ý được, cho nên phải lựa chọn rất là kỹ càng về các thiết bị. Nếu không ghép tính toán cẩn thận thì nó tăng độ trở kháng lên, nó rất là khó ghép loa phối ghép với âm ly. Em sẽ bóc cái căng lên cho các bác xem. Chu choa đẹp tuyệt vời, màng xanh hay màng xanh này, mềm như bụi, mềm nhũn này, chép màng xanh. Càng có cái dập cái mã. Đây các bác nhìn cho em ơi, cái càng này có dập mã này. Đấy, 14809, 14809. Ta xem đến đằng sau xem nào. Đây, bầu 4.2 này, series 2. Đây, tất cả thông số được ghi đầy đủ đằng sau. Và đi kèm trong chiếc hộp thì nó có một quyển catalog. Quyển catalog này thì thường chúng ta chỉ gọi là có đầy đủ trong hộp thôi, chứ chẳng mấy khi ta đọc được mà chẳng mấy khi ta xem. Ta chỉ quan tâm cái mặt sau và mặt trước, và quan trọng là chất lượng âm thanh. Và tiếp tục đi đến con mà để đẩy được công suất cũng như là nhạc ra hai đôi bow 4.2 series 2 này thì phải đưa vào đây một con công suất khủng này, một chiếc đẩy liền vang model là KM1025A, mang thương hiệu WeWood, sản phẩm của Mỹ. Đưa vào cấu hình này những cái thiết bị đến từ đất nước Mỹ. Tất cả sản phẩm anh em toàn là sản phẩm mới hết, bóc hộp, khui thùng, bóc hộp vì thẩm định chất lượng trước khi giao hàng đến tay khách hàng, thì chúng em đều phải bóc ra, đều phải bóc ra để kiểm tra. Đây, bên trong quyển catalog thì có chiếc KM1025A thì đây, có quyển tờ catalog của hãng đi cùng, chúng ta vứt sang một bên. Và quan tâm đến nhân vật chính thôi. Cái này được, rất là nhiều thứ tiếng, xuất đi rất là nhiều nước trên thế giới. Đấy. Tiếng Anh, tiếng nó xuất đi rất là nhiều. Tiếng Nga này. Gần như là phiên bản này nó sẽ phù hợp mấy toàn cầu luôn này. Anh, Trung, Nhật, Hàn, Đức, Pháp, vâng, tiếng Ý nữa. Nên các bác nào người Thái Lan thì cũng có thể đọc được tiếng Thái ở trên này. Học lẹt, học lẹt. À đây, còn có anten bắt anten này để điều chỉnh những chế độ như là đài FM này, bắt Bluetooth điều khiển cũng vậy. Lên cái mặt trước đây, con ta. Đây, ta xem thấy mặt trước của chiếc đẩy liền vang này nhé. Hai núm béo này sẽ tinh chỉnh như là bên này là music này và bên này sẽ là mic volume. Và xuống bên dưới nó sẽ là tinh chỉnh được các hiệu âm thanh như là chép này và bát này. Vâng. Cái này sẽ tích hợp cả chép và chung vào một nút tinh chỉnh.
và bên này sẽ là ba lăng cân bằng phải và trái. Sang đến bên này thì nó sẽ có những cái kết nối không dây và một vài cái thiết bị ngoại vi như là Bluetooth này, không dây này và đài FM và khe cắm thẻ nhớ và USB. Con USB này nó chỉ giới hạn cho các bác đọc được khoảng 32GB đấy nhé, các bác lưu ý cho em. Và nút mode này nó tích hợp luôn cả bật tắt màn hình luôn. Khi mà chúng ta bắt Bluetooth không dây hoặc là nghe thẻ nhớ hay là đài FM, chúng ta mà tắt bỏ nút mode đi thì nó đồng thời nó sẽ là ngắt kết nối. Đấy, sang bên này sẽ là những cái nút để chúng ta có thể tinh chỉnh đường vào. Đây, tất cả các nút này thì nó sẽ là tự động nhá. Khi các bác khi chiếc KM1000 nó ghép nối với thiết bị nào nó nhận được tín hiệu âm thanh thì nó sẽ tự chuyển sang. Và chế độ loudness này để nâng cái giải chất lượng âm thanh nó sáng lên, tí tách lên. Nếu mà chúng ta hay thích nghe những nhạc mà thiên về giải trung âm, giải chép sáng thì chúng ta nghe cái loudness được, nó rất là lách tách rồi. Và các nút tinh chỉnh volume của từng mic một bên này, nó sẽ có 3 cổng cắm mic trước và 2 cổng cắm mic sau, tất cả đều được mạ vàng đồng để dẫn tín hiệu tốt. Và echo tổng hợp, và bên này sẽ chỉnh phần echo, đó thì delay, repeat, bass chung, nút bật tắt nguồn đằng trước rất là đẹp. Và những cái đường này là quả những công nghệ âm thanh số mới đời mới nhá. Volume sang bên này nó sẽ là chế độ, đây là bass chung chép của mic tông. Con này mic tông nó có thể chỉnh được, nó có hai đấy, tông nam và tông nữ, ta hiểu như vậy đi cho các bác nào tiêu dùng nó dễ hiểu. Nói khoa học quá thì những người chuyên sâu thì sẽ hiểu, còn thường thường sử dụng những cái này thì người chúng ta dùng chứ không phải những nhà sáng chế hay những gì hiểu biết nhiều dùng. Và bên trong thì đây, bên trong thì nguồn xuyến, nguồn đồng rất là to khủng, chúng ta nhìn lại đây, và hộp làm mát đây, kỹ thuật nói chung là tuyệt vời. Chỉ với cái giá thành nó mềm mại. Em sẽ quay sơ ra mặt sau một chút. Đấy, các bác nhìn nhé, mặt sau đây. Nguồn cắm này, tín hiệu ra này, quạt thông gió này. Đấy, bên này một dãy các nút. Đấy, các đường kết nối tín hiệu vào và ra. Hai cái lỗ này sẽ là mic nhá. Bên trên này là mic nữa, mic effect đấy, effect có tông đấy. Volume mic, music mic. Rồi thì bên em cũng vừa quay lại cái cấu hình mà bên em vừa làm, mở đầu hộp ra thì anh đến trải nghiệm trực tiếp đấy ạ. Vâng, gồm Adobot nặng nhất thì chắc dùng cái gì tính tiền. Vâng, hai đập hộp 1.2 CD2 ạ. Công trước anh em lắp với cả cái dây chắc thì đập hộp ạ. Mình đang nguyên kiện. Và anh khách đang ngồi phía sau để trải nghiệm. Vâng, 1.2 CD2. Cái dây này, nhưng mà dùng tí công suất hai đôi cộng với một cái đẩy nền RAM Vivo KM1200A. Còn anh đang ngồi nghe để anh lấy cho mình ạ. Nhân viên kỹ thuật đang hướng dẫn anh cách setup bộ giá karaoke nghe làm sao cho hợp lý nhất với không gian gia đình bằng mét vuông. Vâng, với một Hadula Boat 1.2 và một cái đẩy liền vang Vivo KM1200A thì quá là tuyệt vời rồi ạ, không phải thêm thiết bị nào nữa. Đây, đó là một bộ dàn karaoke cực kỳ là hợp lý với tầm tiền và chất âm thì cực kỳ là tinh tế, và khách hàng chọn lựa rất là tinh tế đấy ạ.
Vâng, như mình kỹ thuật đang hướng dẫn các cái nối của Bluetooth với cái đẩy điểm RAM keyboard KM 1025 mã. Vâng, anh đã chuẩn bị viết hóa đơn và giới thiệu cho mình một bộ dàn karaoke vừa hay vừa tầm tiền, cho không gian khoảng 20-30 mét vuông, với bộ dàn như thế này đánh quá là thoải mái. Vâng, khách đã bắt tay với kỹ thuật sau khi hướng dẫn rất là hoàn chỉnh. Đây chính là bộ dàn karaoke. Vâng, thì đây là cái bộ dàn mà anh đã chọn lựa đấy ạ. Hai đôi Boss 1.2 CD2 và một cái đẩy điện vang WeWork KM 1025 mã. Còn tổng bộ này là 13.800.000. Chịu cái nó mày không có đùi. Mày chán kìa. Làm truyền thông.